bên tôi. Ngờ theo tháng năm phai đi nhưng chưa một lần cuộc sống tôi bình yên, cuộc sống tôi bình yên và tôi chỉ một hóa điên. Lời nguyện nào đã theo tôi suốt cuộc đời, đôi tay vẫy tanh mùi máu chẳng thể rửa gôi. Trôi ra như ngày nào tình đều lạc lối tối tăm. Lời nguyện nào cứ như muối giáo xuyên vào lương tâm chẳng khẽ một giây thành hơi như ai. Là quá khứ đã sai, là nghiệp đời tôi đã vậy. Nếu có thể tôi muốn xin trở về để xóa hết quá khứ những tháng năm lỗi lầm, thật tâm sám hối trước những nỗi đau trần gian, nơi dấu chân của tôi làm cho nát tan. Nếu có thể tôi muốn xin trở về để con thấy ánh sáng hạnh phúc của cuộc đời, để được thanh thản đón nắng sớm của bình minh, để rồi lòng con trong tôi còn được tái sinh. Tôi đã sai từ đâu? Để con thấy ánh sáng hạnh phúc của cuộc đời, để được thanh thản đón nắng sớm của bình minh, để rồi lòng con trong tôi còn được tái sinh. Tôi đã sai từ đâu? Tầng sâu trong đại ngàn có một nơi được gọi là nghĩa địa voi. Voi vốn là một loài cực kỳ thông minh mà cũng là một loài quyền lực, đều cảm nhận được khi cái chết sắp đến gần. Chúng tách khỏi bầy đàn, bắt đầu cuộc hành trình xuyên rừng vượt núi tìm đến nghĩa địa voi. Ở nơi đó chúng nằm rũ rượi trên mình đất mẹ, cảm nhận từng nhịp đập đang khẽ khàn rung dưới làn da già cỗi, kêu lên những tiếng cuối cùng rồi nhắm mắt qua đời. Cứ như vậy từ thế hệ này đến thế hệ khác, những con voi đều được lập trình với phép màu quyền ảo của thiên nhiên để luôn tìm được đến với nghĩa địa voi. Nhưng mà nghĩa địa voi có gì quý giá mà phải tìm tới đó không? Nghĩa địa voi là nơi chôn thân những con voi già, mà voi già thì thường có những cặp ngà rất to. Ông nói đến đây, con đã hiểu được chút nào chưa? Con đã hiểu rồi. Hôm trước con có nghe mọi người nói là ngà voi bán được rất là nhiều tiền. Tìm được nghĩa địa voi khác nào tìm được một kho báu. Chỉ tiếc rằng năm đó ta còn trẻ nên không hiểu hết được vấn đề. Rồi sau đó câu chuyện là như thế nào? Ông kể tiếp cho con nghe đi. Để có thể đọc được ký hiệu kho hiệu trên tấm bản đồ, tên quân hoàng đã bỏ tiền mua chuộc các sơn dân. Không may sự việc bị phát hiện, biết bí mật của thần linh đã bị ta đem đổi lấy lương thực. Tộc trưởng tức giận vô cùng, ông kiên quyết không cho tên quân hoàng đó xâm phạm chôn tôn nghiêm, nơi yên nghỉ của linh thần, dù có phải hy sinh mạng sống của mình. Tộc trưởng, nếu ông chịu ra lệnh cho tất cả mọi người rút lui, giúp ta đem số ngà voi ra khỏi rừng, thì ta sẽ đổi cho ông thật nhiều gạo muối. Ta không cho các ngươi xâm phạm nơi yên nghỉ của thần linh. Phải, không ai có thể xâm phạm nơi yên nghỉ của thần linh. Con đường này do các ngươi lựa chọn. Tụi bay!
Tao phải giết ngươi. Để chậu diễn phủ đi. Ông chủ có sao không? Lên xe ông chủ. Tụi mày đưa ông chủ về cho tao. Dạ. Chủ ơi, tụi mày chờ đó. Kẻ đã dám tiết lộ bí mật thần linh kia, ngươi biết mình sẽ bị xử như thế nào rồi chứ? Dạ, con biết. Con đã chuẩn bị sẵn sàng mọi hình phạt. Xin tộc trưởng đừng đuổi con ạ. Rất tiếc, đây chính là hình phạt dành cho ngươi. Từ hôm nay, ta trục xuất ngươi khỏi bộ tộc và cấm từ nay đến suốt đời ngươi không được trở lại nơi này. Tộc trưởng, xin ngươi đừng đuổi con. Con đã biết lỗi của mình rồi. Con hứa từ nay sẽ không tái phạm nữa. Mọi người ơi, hãy xin giúp cho A Sơn một tiếng đi. Không ai dám xin tha thứ cho những kẻ dám tiết lộ bí mật thần linh đâu. Cứ đừng cầu xin vô ích. Lập tức rời khỏi bộ tộc. Kể từ nay, ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa. Đây là hình phạt cho những ai dám tiết lộ bí mật thần linh. Các ngươi nên lấy làm bài học để đừng bao giờ phạm phải. Mau đuổi nó đi. Không, đi tộc trưởng. Mau đứng dậy. Tộc trưởng ơi, nhìn lên đi. Tộc trưởng, xin đừng đuổi con. Nhìn mà đi. Tộc trưởng con không muốn đi xa bộ tộc đâu. Nhìn tộc lên. Trưởng ơi, thì là ông đã bị đuổi khỏi bộ tộc sao? Sau khi bị đuổi khỏi bộ tộc, ông cứ lang thang trong rừng như một cái xác không hồn. Ông cứ đi mãi cho đến khi kiệt sức tàn hơi ngã gục. Nếu như không có người phụ nữ của bản tình phát hiện đưa ông về bản tình, thì ông đã chết trong rừng sâu rồi. Tội nghiệp cho ông quá. Rất nhiều lần ta đã muốn thiêu hủy tấm bản đồ đó, vì biết còn giữ nó thì hiểm họa sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Nhưng lần nào cũng vậy, mỗi khi bật lửa lên ông lại không đành, bởi vì nó là kỷ vật duy nhất của tộc trưởng tặng cho ông. Nó nhắc cho ông nhớ đến nơi ông được sinh ra và lớn lên ở bộ tộc ông. Với lại ông nghĩ, nếu như mình không nói thì trong mắt mọi người nó chỉ là một tấm da thú rất bình thường, không có giá trị. Ông không ngờ, không bao giờ ngờ, trong đời mình lần thứ hai ông xúc phạm đến linh thần. Ông đừng lo lắng nhiều quá. Con nghĩ là không ai biết được giá trị của tấm bản đồ đó đâu. Con nghĩ là nó lạc ở đâu đó trong nhà thôi. Con sẽ vô nhà để tìm lại cho ông nha. A Quân à, sao ông có linh cảm sâu về chuyện này?
vua ơi. Ông vua ơi, ông vua. Ông vua ơi. Nè, ông vua. Mày làm gì la lối ông sờm vậy? Hả? Có chuyện gì? Kêu ông vua mà ra đây. Tao có đồ muốn bán. Có đồ muốn bán thì ra quầy mà bán. Kiếm một chủ tao làm gì? Không có được. Đồ này tao bán cho ông vua mày thôi. Nói ông vua mày ra đây gặp tao. Không thôi thì hỏi hận á. Được rồi. Muốn bán gì? Đưa tao coi. Không, ông chủ mày không cho mày coi đâu. Mau kêu ông chủ mày ra đây. Không thôi tao đòi ý tao đi về á. Gì? Cà chấn hả mày? Mày cà chấn á. Có chuyện gì vậy? Dạ, ông chủ. Cái tên này có đồ muốn bán. Mà nói muốn gặp trực tiếp ông chủ đó ông chủ. Là cậu Cơ Mên đây mà. Sao biết tên tôi? Cậu là cậu của Hơ Lan, làm sao tôi không biết. Mời cậu vô nhà. Cậu ngồi đi. Giang ơi, nhà ông chỗ đẹp quá. Trong nhà ông chỗ con gì cũng có luôn. Như trong cái rừng vậy. Nghe nói là cậu có món đồ muốn bán cho tôi hả? Đúng rồi. Ông chủ nói là ông chủ mua giá cao đúng không? Xưa nay tôi mua đồ không hề ép sơn dân bao giờ. Nếu như đồ có giá trị, tôi sẽ không để cho cậu thiệt thòi đâu. Không để cho thiệt thòi á. Ông chủ nói á. Yeah. Vậy ông chủ coi đi. Tấm bằng đồ này giá bao nhiêu? Thấy chưa? Con xem đi. Ba có nói dối con đâu. Cái này là cái gì ba? Là một tấm bản đồ. Con biết là tấm bản đồ rồi. Nhưng mà nó có liên quan gì tới chuyện ba ở nhà với con đâu. Nhờ có tấm bản đồ này, ba sẽ trở thành một người giàu nhất. Tới lúc đó, ba không phải lặn lội vất vả đi kiếm trầm nữa. À, con hiểu rồi. Tấm bản đồ này dẫn đường ba tới chỗ rất nhiều trầm đúng không? Nó còn hơn cả trầm nữa con à. Hơn cả trầm? Vậy nó là gì vậy ba? Nè, con không được nói chuyện này cho ai hết. Kể cả mẹ nghe chưa? Khi ba thành công trở về, ba sẽ cho con và mẹ một cuộc sống đế vương. Thích không ông chủ? Cũng thích. Ông chủ trả nhiêu tiền? Tên Cờ Mơ này khờ khạo, chắc cũng chưa biết giá trị của tấm bản đồ này. Không nên tạo sự nghi ngờ. Tôi đã nói rồi, những gì tôi thích tôi sẽ mua với giá rất cao. Huống hồ chi cậu là cậu của Hà Lan. Kể cậu Hà Lan đi, giá cao là được rồi. Chờ tôi một chút. Vô đây được chưa? Chưa được đâu. Đây không có đủ đâu. Cậu à, đây chỉ là tấm bản đồ da bình thường, không có giá trị nhiều đâu. Bao nhiêu đó đủ lắm rồi. Cậu không có đủ đâu. Tấm bản đồ này nó giá trị cao lắm. Tạm chú không biết á. Tôi không có bán nữa. Nè cậu, đừng có vội vậy mà. Ngồi đi. Dù sao cũng là chỗ quen biết. Thôi được rồi, tôi sẽ trả giá thêm cho cậu. Trả thêm luôn.
được chưa? Quả đúng là không sai, tấm băng đồ này thật là quý giá, mai là mình vô lại bồng nữa. Cậu đâu quý chứ. Ông vô hào phóng như vậy đương nhiên là phải đồng ý rồi. Cảm ơn ông chủ. Đây nè, cái này của ông chủ nè. Thôi thôi, tôi đi về nghe ông chủ nghe. Dạ con mời má. Ừ. Ăn đi con. Con à. Dạ. Năm nay con đã gần 30 tuổi rồi, con cũng tính chuyện vợ chồng đi chứ? Đẻ cháu ngoại cho má đi. Dạ. Nhà mình nghèo, ba má thì già rồi, lại đông em nữa, con lòng dạ nào mà đi lấy chồng hả má? Chắc là con sẽ ở vậy để lo kiếm tiền phụ ba má, nuôi mấy em ăn học đàng hoàng. Thiệt là tội nghiệp cho con. Con là chị hai nên phải hy sinh, nhưng con lo bao nhiêu đó là đủ rồi. Con phải lo cho bản thân mình chứ. Mấy đứa em con đã lớn rồi, có thể tự lo cho nó rồi. Dạ. Vậy thì má đợi thêm 3 năm nữa nghe má, để thằng Út học xong đại học, ra trường rồi có việc làm, lấy vợ, có người lo cho má, lúc đó con sẽ đi lấy chồng nghe má. Con gái có thì, còn đợi 3 năm nữa thì ai mà thèm cưới, muốn làm bà cô ế chồng sao? Con nghe lời má, lấy chồng sanh con cho má nha. Dạ, thật ra muốn lấy chồng á thì cũng phải có người chịu mới cưới được chứ má. Con trai đâu có đứng sẵn ngoài đường cho con có má chọn đâu. Lấy chồng tìm vừa tốt bụng, quan trọng là phải thương mình. Dạ. Nghèo thì cũng không sao đâu, giống như bà còn vậy đó. Dạ con biết rồi, má yên tâm đi. Đợi trong năm nay con sẽ lấy chồng rồi xin cháu ngoại cho má nha. Ừ, vậy thì má mới yên tâm được. Ừ. Dạ ăn cơm đi má. Ừ. Má cứ tưởng con của má là gái quê đức hạnh, nết na, chứ má đâu có ngờ đời con của má bị đàn ông dụi dập, bị dụi dập đã nhiều lần, nhiều đến nỗi trái tim đã khô cằn, gia sản. Làm hết hồn lại à. Tự nhiên cái tiếc tiếc buồn à. Có chuyện gì á? Có chuyện gì mà má buồn yêu á? Tôi đã quyết định rồi, tôi không thể sinh con cho anh được. Hả? Sao vậy? Tại vì tôi không thể làm vợ anh. Sao sao bớ Ngọc Tiết nói là lúc đó tôi chỉ buồn và cô đơn, cho nên muốn vui đùa một chút với anh thôi. Bây giờ Tuyết nghĩ là hai chúng ta không còn gì để nói nữa. Đừng có làm vậy nha. Tôi thương Ngọc Tuyết rồi, tôi còn thương đứa con trong bụng Ngọc Tuyết nữa. Cơ mà biết mình đang nói dụng về, lại không có nghề nghiệp gì hết đó, không có xứng đáng làm chồng con Ngọc Tuyết. Nhưng mà cơ mà thật có vàng chứng kiến, cảm ơn tôi Ngọc Tuyết thật lòng. Ngọc Tuyết, lấy cảm ơn đi, cảm ơn sẽ lo lắng cho Ngọc Tuyết mà.
Ông phải rồi. Trời đất ơi, tiền ở đâu mà nhiều dữ vậy? Nè nè, đừng có nói là ăn cắp của người ta nghe. Bậy. Không có gì đâu. Cơ mà anh cứ đi ăn cắp hết cái bản tình này cũng không có nhà nào nhiều tiền như vậy đâu. Vậy chứ ở đâu mà cơ mà anh có? Là của ông Vũ Quân Bảo đổi cho cơ mà anh á. Ngọc Tuyết coi đi, nhiều đó đổ cho Ngọc Tuyết sinh con chưa? Ý cơ mà anh nói là cho Ngọc Tuyết hết số tiền này hả? Cho hết luôn, cho hết luôn. Cho tiền Ngọc Tuyết sinh con á. Lúc đầu á, cậu mình định để dành một ít lại để dành cho chị Hà Mai, còn một phần á để đánh bài hết. Còn đến bây giờ Ngọc Tuyết tư cho hết, cho hết Ngọc Tuyết luôn, sinh con cho cậu mình là được rồi. Tiền thì đúng là có nhiều, nhưng mà xài ít ngày thì cũng hết hả? Vậy thì cậu mình sẽ đi làm kiếm tiền để nuôi Ngọc Tuyết. Anh thì làm được gì? Hôm trước cậu mình có nghe ông chủ quận bảo nói, ông chủ quận bảo cần người đi khai thác rừng á, lương cao lắm. Cậu mình sẽ xin vô trong đó làm. Ngọc Tuyết đừng có lo ha, có cậu mình vậy mà mạnh khỏe lắm á, làm gì cũng được hết á. Mạnh cỡ nào á rồi cứ cờ bạc rượu chè suốt ngày, sao mà lo cho mẹ con tôi được? Không, bỏ hết, bỏ hết. Điếc không thích là bỏ hết, bỏ hết rượu chè cờ bạc luôn. Có thiệt là nếu tôi sinh con cho anh thì anh sẽ bỏ rượu chè cờ bạc không? Nếu ông Tuyết không tin á, cờ mà sinh ra cây sơn thần thề. Tuyết, làm vợ cờ mà nha, xin cho cờ mà đứa con nha. Tôi sẽ suy nghĩ lại. Sao? Em có đọc được mật mã ở trên tấm bản đồ này không? Bản đồ thì anh thấy nhiều rồi, nhưng riêng tấm bản đồ này anh không sao hiểu được. Những ký hiệu rất lạ lùng, không nằm trong quy luật mật mã nào cả. Em cố gắng tìm cách khám phá nó cho anh. Dạ, anh nói đúng. Đúng là những mật mã này không nằm trong hệ thống nào hết. Nhưng sao lại như vậy được? Theo em nghĩ, đây là những ký tự tự tạo riêng của người dân tộc, chỉ có họ mới có thể đọc được thôi. Xem ra chuyện này không đơn giản như anh nghĩ. Với lại, đây không phải là một tấm bản đồ hoàn chỉnh. Chưa hoàn chỉnh là sao? Anh nhìn kỹ đi. Phần màu sắc của tấm bản đồ chỗ này á, rất khác hoàn toàn so với phần còn lại, chứng tỏ là có một người nào đó đã dùng một cây sắc nhọn trột ngang phần này. Chỉ có điều là em không biết phần bị mất đi nhiều hay là ít so với phần còn lại. Em đúng là có cặp mắt tinh đời. Quả thật tấm bản đồ này đã bị người ta cắt làm đôi. Thật sự là anh đã đánh giá thấp gã cơ mên này. Cứ tưởng là hắn khù khờ, không ngờ cũng ranh ma tinh đời lắm. Anh Bảo, anh nói Cơ Mên có phải là cậu của Hơ Lan? Cậu Cơ Mên bán cho anh tấm bản đồ này hả? Phải. Nhưng em không nên tiết lộ chuyện này ra ngoài, nhất là Á Quân. Dù sao đây cũng là chuyện liên quan tới tâm linh của người dân tộc, họ không muốn mình biết nhiều đó. Sao lạ vậy anh? Anh sắp mở viện bảo tàng, chuyện này cũng đâu có gì mờ ám đâu, tại sao phải giấu giếm? Anh không định giấu giếm, nhưng một khi chuyện chưa đến đâu, anh không muốn nói cho người ta biết, tránh câu nói trước bước không qua. Em hiểu rồi. Nhưng mà thực sự đây là tấm bản đồ cổ nhất mà từ trước tới giờ anh mua. Ghê vậy á, tự nhiên nó đưa hết tiền cho Ngọc Tuyết rồi, tiền đâu đến đánh bài? Hết tiền rồi. Mà ông chủ, ông mua nửa cái tấm bản đồ kia giá cao thì chắc chắn ông sẽ mua nửa tấm bản đồ còn lại cùng giá cao như vậy.
Kỳ này mình sẽ đem nửa tấm bản đồ này mình bán, và mình không có đưa cho Ngọc Tuyết hết được. Mình lấy tiền đó mình đi đến bài. Giang ơi, Giang ơi, tấm bản đồ của tôi đâu rồi? Tấm bản đồ của tôi đâu rồi? Đồ mất tiêu rồi. Quân, sai rồi. Đào Quân, tập trung đi, sáng như đánh sai hoài à. Lại nha. 2, 3. Sai nữa rồi. Còn mấy ngày nữa là đến Hồi Lan rồi. Anh Đào Quân cố lên. Thật ra hôm nay Đào Quân không có tâm trạng để đàn nữa. Đào Quân có chuyện gì hả? Sang giờ thấy mặt buồn buồn. Đúng là A Quân đang có chuyện không giải quyết được, nên trong bụng cứ thấy lo lo. Nè, hay là A Quân nói ra đi, biết đâu mọi người giúp A Quân giải quyết. Là chuyện riêng của A Quân, sao bắt mọi người cùng lo được. A Quân nói vậy là không đúng rồi. Tụi mình đã thề trước sơn thần, tụi mình là bạn với nhau mà. Đúng rồi anh A Quân, anh đừng có lo, anh cứ nói ra đi. Nói đi A Quân. Đây không phải là chuyện của A Quân, mà là chuyện của ông nội A Quân. Là chuyện của thầy Mo. Vậy lại càng đang lo hơn. Ông nội của A Quân làm mất tấm bản đồ của thần linh. Tấm bản đồ của thần linh? Thầy để đâu mà mất? Ông cất kỹ lắm, nhưng mà không hiểu sao vẫn bị mất, cho nên bây giờ ông đang lo lắng dữ lắm. Tấm bản đồ đâu quý lắm ha. Bí mật của ông không nên để người ngoài biết, mình đành nói dối thôi. À, ông nội mất tấm bản đồ đó, ông sẽ không tiếp xúc với thần linh được nữa. Giang ơi, vậy là nguy cho bản tin rồi. Kẻ trộm nào lại giam vô nhà thầy Mo để lấy cắp tấm bản đồ chứ? Không sợ sơn thần trừng phạt sao? À Quân, tấm bản đồ đó ra sao vậy? Đó là một tấm bản đồ bằng da người. Giang ơi, Giang ơi, khủng khiếp quá. Em nghiên cứu thử xem tấm bản đồ này được làm bằng chất liệu gì. Nó được làm bằng da, nhưng mà không phải là da thú. Còn đây là loại da gì em cũng không biết nữa. Liệu có thể được làm bằng da người không? Da người? Anh chỉ nói đại vậy thôi. Mà nó làm từ chất liệu gì thì phải chờ kết quả. Không, có vẻ như anh nói đúng. Đúng là tấm bản đồ này được làm bằng da người. Nè, anh Sơn Duy. Hả? Anh có nghe em nói cái gì không? Không, em nói gì? Em nói là ở đây chỉ có mỗi mình anh Quân Bao là có thể thu mua được tấm bản đồ với giá cao. Nếu như kẻ trộm lấy được, chắc chắn sẽ đem tới nhà anh Quân Bao bán. Anh về nhà để ý xem, nếu như anh Quân Bao có tấm bản đồ này thì tụi mình sẽ tìm cách chuộc lại trả cho thầy Mo. Đúng rồi, thầy không thể nào mất tấm bản đồ của thần linh được đâu. A Quân, cảm ơn mọi người đã lo lắng chuyện của A Quân nha. A Quân đừng có nói vậy, tụi mình là bạn, đã thề trước sơn thần rồi. Chuyện của A Quân cũng là chuyện của tụi này mà. A Quân yên tâm đi, tụi mình sẽ giúp A Quân, hy vọng tìm lại tấm bản đồ. Nhưng mà trước khi về hỏi anh Quân Bảo á, A Quân có thể kể ra chi tiết về tấm bản đồ một chút được không? Khỉ con đâu rồi? Con hư lắm nghe. Đi mấy ngày nay về thăm ông mà lại quậy phá như vậy nè. Khỉ con đâu rồi? Ra biểu đây. Dạ ơi,
tấm bản đồ. Khi con thích ngon lắm luôn nghe. Vậy mà ông cứ nghi quan cho kẻ trộm. Giang ơi, sao chỉ con có đưa tấm bản đồ vậy? Khi con xuống đây con. Con hư lắm, dám xé tấm bản đồ của ông. Lần sau mà như vậy nữa, ông đánh đòn nghe chưa? Nhưng cũng tốt, có lẽ ý thần linh muốn vậy. Tấm bản đồ tai họa này đã đến lúc không nên tồn tại nữa rồi. Mày là mầm mống của tai họa, tao không nên giữ mày lại nữa để làm gì? Ông ơi, ông làm gì vậy? Sao ông lại đốt tấm bản đồ của thần linh? Con nhớ là tấm bản đồ này đã bị kẻ trộm lấy mất rồi mà. Ban đầu ông tưởng vậy, nhưng thật ra không phải vậy. Tấm bản đồ này không bị tên trộm nào lấy hết, mà do con khỉ con nghịch ngợm lấy đi thôi. Khỉ con? Ông đã thả khỉ con về rừng rồi mà. Ông đã thả nó vào rừng, nhưng nó không đi. Vài ngày là thấy nó quay trở lại với ông. Chắc là nó đã quen, nó không muốn rời xa nơi này. Sau cái lần suýt mất tấm bản đồ, ông đã hiểu được hậu quả tai hại của nó. À Quân nè, cháu đưa tấm bản đồ cho ông. Ông phải đốt bỏ nó. Đưa đây. Ông khoan đã. Dạ, trước khi ông đốt tấm bản đồ, ông cho con coi qua được không? Dù gì thì ta cũng sắp đốt nó rồi, cho cháu xem một lần cũng không hại gì. Dạ. Đúng là tấm bản đồ này rồi. Con nói gì vậy? Dạ, con nói đúng là tấm bản đồ này cậu Cơ Mên đã bán cho anh Bảo. Con nói sao? Không thể nào, tấm bản đồ đang ở đây thì làm sao cậu Cơ Mên lại bán cho ông Quân Bảo được? Sơn Duy có nhìn lầm không? Tôi không nhìn lầm đâu, tôi nhớ kỹ lắm. Anh Bảo đưa cho tôi coi mà. Tôi còn nghĩ lúc đó tại sao cậu Cơ Mên lại chỉ bán có nửa tấm bản đồ, thì ra nửa tấm còn lại là ở đây. Sao cậu Cơ Mên lại có được tấm bản đồ này chứ? Thôi, hãy đưa đừng tranh cãi nữa. Ta nhớ rồi. Cơ Mên, mày làm gì mà mặt mày lấm lét vậy? Không có, chị Hà Mai bị ho. Có thể là cậu xin thuốc. Trời dạo này lạnh lắm, mày nói với Hơ Mai nhớ mặc áo ấm cho dày lên, quàng khăn lên cổ, chứ không thôi là bệnh cho cái phổi. Dạ dạ, con biết rồi. Con về nó Hơ Mai nghe. Bây giờ mày về đi, lát nữa tao qua cho Hơ Mai ít thuốc, uống sẽ khỏi bệnh ngay. Con cảm ơn thầy mo. Con về liền nghe. Cái thằng này thái độ nó qua đây không phải đi xin thuốc, vậy thì nó qua đây để làm cái gì ta? Không lẽ nó... Thôi chết rồi. Hôm đó ta đã có ý nghi ngờ, nhưng không thể ngờ là thằng Cơ Mên sinh tâm trộm cắp như vậy. Cậu Cơ Mên đã lấy tấm bản đồ, nhưng sao chỉ lấy được có nửa tấm? Hôm đó con đã xem rất kỹ. Nè ông à, ông Quân, lại coi đi. Tấm bản đồ được cắt bằng một vật rất sắc bén, cho nên đường cắt rất đẹp và sắc như vậy. Con nói cũng phải. Khi con không biết dùng dao, vậy chắc chắn là cậu Cơ Mên rồi. Cậu Cơ Mên làm vậy để được gì? Vậy hiểu quá mà. Cậu Cơ Mên làm vậy, cậu sẽ bán tấm bản đồ này được hai lần. Bán hai lần? Việc mình lo sợ
e đã không thể tranh được rồi. Câu về rồi hả? Ờ, sao vô ngủ? Con có chuyện muốn nói với câu. Có chuyện gì mà nói? Câu mệt quá rồi, đi ngủ à? Không được, con nông lòng lắm. Thôi mà câu mệt quá. Nhưng không thể nào đợi tới sáng mai được. Thôi mà để câu vô ngủ mà. Câu đi qua đây nói chuyện với con. Chuyện gì vậy? Câu nghe con hỏi nè. Câu mệt quá rồi. Có phải cậu là người đã lấy cắp tấm băng đồ của thầy Mò A Sơn không? Làm gì có? Ăn cắp cái gì? Ai lấy? Ai thế? Cậu đừng coi chơi. Sơn Duy đã kể cho con nghe hết rồi. Cậu đã ban tấm băng đồ cho ông chủ quân bao rồi đúng không? Tại sao cậu lại làm như vậy chứ? Cậu có biết mất tấm băng đồ đó thì cả bạn của mình sẽ gặp tai họa không? Vàng ơi, con nói gì thế ghê vậy? Tấm băng đồ thôi mà có gì đâu mà tai họa. Đó là tấm băng đồ của thần linh. Mất nó rồi thầy Mò sẽ không liên lạc được với thần linh. Rồi sau này nếu như gặp hàng hàng dịch bệnh, thầy Mò sẽ không còn xin vàng được. Cậu biết không? Thiệt à? Chính thầy Mò đã nói với con. Bây giờ tụi con phải tìm cách mua lại tấm bản đồ đó đi tra cho thầy. Vàng ơi, con có lỗi rồi. Nhưng mà tụi con không mua lại tấm bản đồ đó cũng không có được đâu. Tại sao lại không được? Cậu cắt tấm bản đồ đó làm đôi, cậu bán cho ông chủ phân nửa rồi. Còn phân nữa cậu ném trốn, rồi khi cậu quay lại cậu lấy, nó mất tiêu rồi. Vàng ơi, vậy thì con biết tại sao con khi đó lại có tấm bản đồ rồi. Ý của tôi là con khi nó lấy tấm bản đồ của cậu hả? Bây giờ cậu đi ngủ đi. Nhưng mà cậu nhớ, cậu không được làm như vậy nữa. Nhưng cái gì thuộc về thần linh, cậu mà lấy đi sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Cậu biết rồi. Bởi vì cậu làm như vậy vì cậu có nỗi khổ. Nỗi khổ gì chứ? Con của cậu. Con của cậu. Anh Bảo, anh cho gọi em. Tấm bản đồ đó tới đâu rồi? Dạ, tấm bản đồ đó có nhiều ký tự cổ lạ mà lại không có trong từ điển nữa, cho nên là... Vậy là em bỏ tay sao? Dạ không, bỏ tay thì chưa chắc, nhưng mà phải mất thời gian lâu anh à. Ủa mà anh Bảo, sao tự nhiên anh lại muốn đọc được thứ trong tấm bản đồ vậy? Anh là người sưu tầm bản đồ, tất nhiên là phải tìm hiểu kỹ trước khi trưng bày ở viện bảo tàng, để còn giải thích với người tham quan nữa. Dạ, anh nói cũng phải. Ủa mà anh, vậy là chắc anh sưu tầm cũng được nhiều rồi đúng không? Ờ, vậy chừng nào anh mới mở viện bảo tàng? Mà mở ở đâu anh? Sao hôm nay em hỏi nhiều vậy? Ngày thường á, em đâu có thích xen vào chuyện người khác. Ờ, em tính hỏi anh có thể nhượng lại nửa tấm bản đồ mà cậu cơ mên bán cho anh được không? Sơn Duy nói như vậy là nghĩ gì? Không lẽ đã ngửi thấy mùi gì rồi sao? Dạ, thiệt ra thì em chỉ hỏi dùng cho A Quang thôi. A Quang à? Thực ra thì tấm bản đồ đó vốn là của thầy Mon, bị cậu cơ mên lấy cắp. Thầy đang rất lo lắng, cho nên là A Quang muốn nhờ em nói với anh Bảo cho A Quang chuộc lại. A Quang nói là sẽ đổi hết tất cả các vật cổ trong nhà, miễn là anh cho chuộc lại thôi. Thật chứ? Dạ, A Quang nói thiệt mà, A Quang không nói xạo đâu. Tấm bản đồ, tấm bản đồ nào? Không lẽ là tấm bản đồ năm xưa của quân hoàng?
biểu nó muốn lấy thì tối nay ra gặp anh. Dạ, em sẽ nói liền, cháu nó mừng lắm. Em hãy nói với nó anh sẽ trả lại nửa tấm bản đồ mà không đòi hỏi bất cứ một điều kiện gì. Thiệt hả anh? Anh bảo đúng là số 1, em đi liền. Nghe Sơn Duy nói cậu đang muốn chuộc lại tấm bản đồ cho thầy Mo. Em cũng biết là như vậy là không đúng, nhưng mà ông của A Quân rất quý tấm bản đồ này. Mất tấm bản đồ này, ông lo lắng đâm bệnh mấy hôm rồi, cho nên bằng mọi giá A Quân phải chuộc lại tấm bản đồ này. Nhưng A Quân có biết tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua nửa tấm bản đồ này không? Bao nhiêu A Quân cũng chuộc ra. Nhưng tôi nghĩ đây chỉ là một tấm bản đồ bình thường, tại sao mọi người lại quý nó như vậy? Đó là bí mật của thần linh, không thể tiết lộ ra bên ngoài được. Bí mật thần linh? Đây chỉ là truyền thuyết thôi, không nên tin. Anh bảo cứ cho A Quân chuộc lại đi, anh đừng ngại, cứ nói ra giá. Được, tôi sẽ ra giá. Bao nhiêu? Không đồng. Không đồng? Ừ. A Quân vẫn chưa hiểu. Có nghĩa là cho lại không, không lấy đồng nào cả. Nhưng mà anh Quân Bảo đã bỏ ra rất nhiều tiền để có được nó mà. Đúng là tôi đã bỏ rất nhiều tiền để có nó, nhưng với tôi, các bạn còn quý giá hơn tấm bản đồ nữa. Anh Bảo thật là tốt bụng. Nhưng mà A Quân sẽ không lấy tấm bản đồ này không đâu. A Quân sẽ đổi với anh Bảo một cái sừng tê. Tôi thì lại không thích sừng tê. Tôi chỉ thích sưu tầm bản đồ. Nhưng nếu được, A Quân có thể cho tôi xem nửa tấm bản đồ còn lại không? Tưởng chuyện gì khó, chuyện này dễ mà. Ngày mai A Quân sẽ đem nửa tấm bản đồ kia qua cho anh Bảo coi. Thật không? A Quân nói thật. Không ngờ A Quân lại phóng khoáng tới như vậy. Anh Bảo mới là người tốt nhất trên đời này. Xem xong tôi sẽ trả lại ngay. Gì đâu, đắt tao dẫn hoàng tụi bay qua bên đó đó. Chờ chết đi. Mưa xuống, nước lũ cuốn về là tụi bay bị trôi đi nước khác à. Chúng ta phải nhảy xuống dòng nước và bơi đi. Dòng suối ở đây nhiều xoay mạnh lắm. Thầy Mo cùng cầm mọi người ra đây. Hơi lan hầm bừa cùng bị nước cuốn trôi ở đây. Ông Quân không nhớ hả? Ông Quân nhớ chứ. Đã mới chần chừ nãy giờ đây. Nếu lần này thoát chết, hơi đi làm vợ của A Quân nghe. Ngay lập tức hãy giải mã những ký hiệu trên tấm bản đồ đó ngay. Còn bằng không, tôi sẽ cho ông biết thế nào là sống không bằng chết. Tao không biết cách giải mã tấm bản đồ đó. Cho dù có biết, Hơ Lan không làm gì sai hết, mà bản thân anh sai. Đã biết Hơ Lan có Sơn Duy rồi, vậy mà không thể nào ngăn được tình cảm của mình. Nếu có thể tôi muốn xin trở về để xóa hết quá khứ những tháng năm là nỗi lòng mất rồi. Thật tâm sám hối trước những nỗi đau trần gian, nơi dấu chân là chìa khóa dẫn đường tới nghĩa địa dấu. Nếu có thể tôi muốn xin trở về để con thấy ánh sáng hạnh phúc của cuộc đời, để được thanh thản đón nắng sớm của bình minh, để rồi lòng tốt trong tôi còn được tái sinh. Tôi đã sai từ đâu? Liệu Quân Bảo có biết chuyện này hay không?